Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News. Và không biết là trong buổi sáng ngày hôm nay 12 tháng 6 thì chúng mình sẽ có những tin tức nào đáng chú ý nha. Sau trận đấu vào tối ngày hôm qua giữa Việt Nam và Malaysia thì một tờ báo Trung Quốc đã công kích văn toàn ăn vạ lẫn trọng tài và cho rằng tình huống đá phạt penalty là điên rồ nhất lịch sử. Tình huống trọng tài cho tuyển thủ Việt Nam hưởng penalty, sau đó thì Quế Ngọc Hải đã ghi bàn trên trắng 11m, chính là điểm đáng chú ý bậc nhất trong chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trước Malaysia. Ở trang 163.com của Trung Quốc vừa bất ngờ đăng tải bài viết mỉa mai tình huống trọng tài cho tuyển Việt Nam hưởng phạt đền và cho rằng Nguyễn Văn Toàn cố ý ăn vạ ở cú ngã trong vòng cấm. Tờ 163.com đặt tiêu đề với hàm ý công kích như sau: quá xuất thần, vòng loại World Cup xuất hiện tình huống penalty điên rồ nhất lịch sử. Được biết thì chung cuộc Việt Nam thắng 2-1, nhưng bàn thắng quyết định của Việt Nam lại đến từ một quả phạt đền gây tranh cãi. Tờ báo này cũng đã thuật lại một số diễn biến chính của trận đấu, trong đó thì có pha mở tỷ số của Tiến Linh và bàn gỡ của Malaysia cũng xuất phát từ một tình huống được hưởng 11m. Trong vòng cấm thì Nguyễn Văn Toàn bất ngờ tự ngã lăn xuống sân, lúc này thì cầu thủ phòng ngự của Malaysia còn cách anh hẳn 2 thước. Tuy nhiên thì trọng tài đã ngay lập tức nổi còi phạt đền. Quyết định này của trọng tài đã khiến cho người ta cảm thấy hết sức là khó hiểu và đây là tình huống phạt đền điên rồ nhất lịch sử trong vòng loại World Cup khu vực châu Á. Nhưng với thực tế trong tình huống Văn Toàn ngã thì ngôi sao đội tuyển Việt Nam có bị cầu thủ Malaysia gài chân. Tuy nhiên thì góc máy truyền hình chỉ có một pha là quay xa khó quan sát và hai pha quay chậm lại thì không bắt được đoạn Văn Toàn bị cài chân và chỉ bắt đầu từ đoạn Văn Toàn ngã xuống nên khiến cho nhiều người khó lòng mà nhận định toàn bộ sự việc. Có thể là tờ báo Trung Quốc đã chỉ trích Văn Toàn cũng vì lý do này. Ở lượt đấu cuối thì hai đội sẽ đối đầu trực tiếp để xác định đội Nhật Bản. Quả phạt đền gây tranh cãi mà tuyển Việt Nam nhận được tối nay có thể là sẽ thay đổi toàn bộ cục diện bảng đấu. Và chúng mình là S News và đội Like Share đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.